mà thực sự như thế thì cũng phải là các bạn nói cái nào cũng là bàn thờ hoặc là án thơ thì đó. Án thơ, sập thơ với kỵ thơ đó. Kỵ thơ. Thiêu Trì, Thiêu Trì là một vị vua mà phải gọi đến cái sáng thấp quá một vị vua này thì mọi người là bởi vì vua rất là thiên sẽ cái hướng lắng của tất cả các lắng cũng có lắng nào mà quay mặt hướng bắc như lắng này quay mặt hướng bắc. Kiến trúc của lắng của Thiêu Trì là kiến trúc hòa hợp hai dòng kiến trúc của hai lăng Giang Long và Minh Mạng. Và hai công trình này tập hiện và khu vực lăng mộ là nằm trên một cái trục phía của trục song song đấy. Đúng, ngày xưa cũng có